Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với series Trading 101 của Coin68TV. Và mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Khá lâu rồi kể từ khi mà mình đưa ra cái nhận định trên kênh YouTube. Tuy nhiên là mình vẫn cập nhật đều đặn những cái nhận định của mình về thị trường trên nhóm 68 Trading. Các bạn có thể tham gia nhóm để có những cái nhận định nhanh nhất và sớm nhất của tụi mình. Thì mình cũng có hứa các bạn trên nhóm 68 Trading là mình sẽ làm một cái video trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới là như thế nào, và thứ hai là liệu Bitcoin có về 30.000 một lần nữa hay không. Rồi, và trong video này mình sẽ giải quyết hết cả hai câu hỏi này. Rồi, trước khi bắt đầu cái video này, các bạn hãy giúp mình là kéo xuống bên dưới, nhấn nút like video, subscribe kênh, và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Thấy trên màn hình đó là nhận định của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Thời điểm đó Bitcoin nó đang có giá khoảng 47-48.000. Thì mình có vẽ cái chạc này ra và cho rằng là Bitcoin sẽ về 30.000 một lần nữa. Là từ đây nó sẽ xuống tới 30.000 đây, rồi sau đó mới bật lên 75, rồi về 36, rồi mới lên 106.000. Thì từ thời điểm đó đến bây giờ thì Bitcoin nó cũng đi khá là xa rồi, và nó đã chạm cái đường trendline này rồi đấy. Và khi nó chạm đường trendline này á, thì rất có thể là nó sẽ có hai trường hợp: một là nó quay lên luôn, hai á là nó sẽ về 30.000. Tại sao mình mong chờ cái mốc 30.000 này đến như vậy? Bởi vì cái mốc này lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn nghe. Khi mà mình phân tích từng cái nhịp sóng cụ thể thì mình mới kết luận rằng là cái mốc 30.000 này là thật sự là cần thiết để cho cái nhịp tăng tiếp theo bắt đầu. Thì cái đường trên line này đó là nó được tạo thành bởi một cái kênh song song, mình kẻ từ hai cái đỉnh bên trên, rồi sau đó nối kéo xuống dưới cái cạnh bên dưới này thì tạo ra đường trên line này. Thì tạm thời là giá của Bitcoin nó đã bật lên từ đây rồi. Tuy nhiên các bạn, nếu các bạn để ý thì một cái nến xuống, nhưng mà phải một tuần giảm xuống, nhưng mà phải mất tới 2 tuần mà giá vẫn chưa tăng vượt qua cái nến này. Đồng thời là cái tuần thứ ba tiếp theo lại là một cái nến búa ngược xuống, dẫn cái việc là ở đây chúng ta thấy được một cái sự từ chối rất là mạnh. Rồi tiếp theo sau đó chúng ta lại tạo được một cái đáy cao hơn. Đây là một cái tín hiệu vô cùng tích cực. Nhưng mà một cái đáy cao hơn đó, lại là một cái đỉnh thấp hơn là tiêu cực. Thì chứng tỏ là cái gì, là xu hướng giảm này nó đã bắt đầu chững lại. Tuy nhiên thì đâu đó nó vẫn còn một cái mầm móng và nó chưa thực sự là kết thúc. Như các bạn thấy là nếu như một cái nến tuần mà nó đóng như vậy, có nghĩa là một cái râu nến rất là dài và chúi xuống sẵn như vậy á, thì khả năng cao á, là nó sẽ có khả năng xuống sâu hơn nữa, chứ không thể là dừng lại tại đây. Đấy. Cụ thể hơn lát nữa mình sẽ phân tích từng nhịp sóng cho các bạn. Thì đây các bạn thấy là tại sao mình có được mô hình này, là do mình sử dụng Gateway Health. Ở đây 0.1 này, ở đây là đỉnh là sóng 3, và toàn bộ cụm này là sóng 4. Mình cho rằng đây là một cái điểm sóng zig zag, sóng 4, rồi sau đó lên đây là sóng 5. Rồi, để mà cụ thể hơn á, thì mình sẽ zoom nhỏ hơn bằng cái chạc ở bên đây. Chạc này mình cũng có post nhóm 68 trading rồi. Đây là 1, 2, 3, 4, và một số 5 là sẽ nằm ở đâu đó khoảng 106.000. Rồi ở đây á, mình cụ thể hơn ha. Ở đây chúng ta có một nhịp ABC, ABC và ABC. Đây, cái nhịp mà chúng ta đang phân tích á, hiện tại là nhịp ABC. Thì nếu như chúng ta cho rằng á là vùng 32.600 này á là đã kết thúc sóng giảm rồi á, thì nhịp C sẽ nằm ở đây. Tuy nhiên á, thì như mình vừa nói rồi đó, là cái nhịp giảm nó vẫn còn có xu hướng tiếp tục. Cho nên đó là mình kỳ vọng ở mốc khoảng 28 cho đến 30.000. Đấy, thì để mà rõ ràng hơn thì ở đây mình sẽ sử dụng một chút xíu. Nhất là ở đây mình có nhịp sóng ABC, thì để mà đo nhịp sóng C cuối thì chúng ta có thể dùng nhất là Fibonacci Extension cho nhịp kéo từ dài từ đây tới đây và kéo qua B. Thì chúng ta có một cái mốc đó là 30.487. Tạm thời mình dời cái này qua đây cho dễ ha. Rồi 30.000
487 rồi. Rồi, cái thứ hai là khi mà chúng ta phân tích kỹ cái nhịp C này hơn á, bằng cách việc là zoom nhỏ lại nè. Rồi chúng ta sẽ thấy được là ở đây chúng ta có một nhịp 1, 2 và nhịp 3 đi đến đây. Thì chúng ta sẽ bước vào nhịp 4 là nhịp zigzag mà mình kỳ vọng. Và mình đã post cái nhịp 4 này khi mà giá nó đang nằm ở khu vực là 45.000 vào khoảng vài hôm trước, là ngày 2 tháng 3 thì phải. Thì mình cho rằng là nó sẽ giảm đây xuống đây, thì bây giờ nó cũng đã đi đúng như cái plan mình đề ra rồi. Cho nên là mình tin tưởng là cái plan này nó vẫn khả thi và có thể tiếp tục. Thì để mà đo nhịp sóng 5 á, thì rất là khó. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể dùng cái Fibonacci này một lần nữa để đo cái nhịp sóng 5 này nha. Đây mình chấm ở đây ha. Mình chấm ở đây. Xuống cái số 1. Rồi đó mình lên số 2. Thì chúng ta có một cái mốc là ở quanh quẩn cái khu vực là từ 37.000 cho đến 31.000 là không có một cái điểm chạm nào hết cho cái đỉnh sóng 3 này. Tuy nhiên á, thì cho nên là mình kỳ vọng là nó sẽ có một cái nhịp sâu hơn, đâu đó là về khoảng 31.000 đến 30.000. Đây là cái vùng mà mình kỳ vọng đây. Khi chúng ta kết hợp hai cái này với nhau á, thì mình có một cái vùng kỳ vọng đâu đó khoảng 31-30.000 ở đây. Mình có thể bắt đầu mình mua ở đây. Thời điểm hiện tại thì như cái chẹt ở đây á, chúng ta có thể thấy là tại sao mình vẽ ở đây nhưng mà mình không call mọi người mua ở đây. Thật ra ở đây chúng ta có thể mua Bitcoin, nhưng mà đối với phần lớn anh con thì mình nghĩ là chưa nên mua cho đến khi mà Bitcoin về khoảng khu vực là 30.000 đến 31.000 ở đây á, thì chúng ta mới bắt đầu là mua anh con. Thì ở đây mình sẽ cẩn thận hơn một chút á, là mình sẽ không hoàn toàn vào hết ở đây, bởi vì khi mà tất cả coin mà nó tạo cái đáy hoặc là đi cái nhịp cuối á, thì nó rất là điên rồ. Ở đây là dẫn tới việc là maybe là ở đây nó có thể kéo xuống tới 28.000 rồi sau đó mới vòng lên. Cho nên là nếu như cái trường hợp nó xảy ra thì hy vọng là các bạn cũng không quá bất ngờ đó. Còn rồi sau đó thì mình sẽ mua anh con ở đây, nhưng mà cụ thể hơn những cái vùng đáy của anh con đó thì mình thực sự là mình vẫn rất là quan ngại và chưa có thể là xác định cụ thể cho anh em được, bởi vì trong quá trình mà nó đi như vậy á thì khả năng cao là hút máu anh con rất là nhiều, cho nên là mình không biết là anh con có thể là chia mấy nữa cho đến khi mà Bitcoin về 30.000. Thì mình sẽ tiếp tục phân tích qua cái chart là Bitcoin Dominant để như thế nào ha. Thì như Bitcoin Dominant á, trong những video trước thì mình sẽ nói là Bitcoin Dominant nó sau khi về 39 á, thì nó có thể lên là 43.5 hoặc là 46.5 nếu như theo những cái khung thời gian này như vậy. Tuy nhiên đó là thời gian nó đã đi ở dưới này rất là lâu và kéo dài cái quá trình mà up cái sóng tiếp theo á, dẫn tới việc là cái mốc 43.5 á thì nó có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng rồi. Thì tiếp theo sau đó một cái mốc mà khả thi có thể vượt tới là nhất là 45.26. là ở đây điều này có ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa là anh con vẫn có thể sẽ bị tiếp tục hút máu. Và theo như mình nghĩ nó sẽ không có thể không chỉ dừng riêng ở đây, mà maybe là có thể đi xa hơn những cái có thể là lên tới khu vực là tầm khoảng 47-48% trước khi cái nhịp giảm xuống tới đây. Chính vì vậy là mình vẫn chưa thực sự là tự tin để đưa cho các bạn những cái entry cho cái chuyên mục là tầm này mua gì. Và đó cũng là lý do mà cái việc chuyên mục tầm này mua gì bị hoãn cho đến thời điểm hiện tại. Và tất cả những gì mà mình tập trung hiện tại đó chính là phân tích Bitcoin cũng như là những cái cơ hội đánh future short những cái altcoin. Đấy. Đây, mình có thể lên đây ha. Trước khi giảm xuống đây. Cho nên là nếu như các bạn vẫn còn giữ altcoin thì các bạn cần phải thật sự là cẩn thận trong cái thời điểm này. Nếu như các bạn vẫn còn tồn hàng nhiều thì maybe có thể cân nhắc là chốt khi mà Bitcoin nó về 45.000 một lần nữa. Đó chứ thời điểm hiện giờ nếu mà mình kêu mình đưa ra lời khuyên để có thể là nên giữ anh con hay không thì rất là khó, bởi vì nó rất là lưng chừng. Ok, đó là quan điểm của mình về Bitcoin và Bitcoin Dominant. Thì mình cũng bonus thêm một cái đồng nữa là đồng ETH. Đồng ETH đó thì như mình dự đoán trước là đã sai, là khi mà nó về vùng 2008 thì mình kỳ vọng nó lên tới 5007, nhưng mà nó đã không lên tới đó mà nó đã giảm xuống rồi. Thì khi mà nó giảm xuống như vậy á, thì nó vô tình là nó đi qua cái, nó đã nằm dưới cái khu vực hỗ trợ rồi. Thì ở đây nó bắt đầu là nó cũng chững lại giống như Bitcoin. Thì mình kỳ vọng á,
Ở đây ETH nó có thể đi một nhịp như vậy, một nhịp giảm về đây, xong sau đó hồi lên khoảng tầm 2008, rồi sau đó sẽ giảm về từ khu vực là khoảng 1008 cho đến 1500 ở đây. Thì maybe là các bạn có thể bắt ETH và Bitcoin. Thì theo mình nghĩ khi mà thị trường mà kiểu khủng hoảng cho nên nó thì xảy ra, thì chúng ta nên tập trung vào những cái đồng mà nó mang tính là nó bền vững và nó có tính an toàn cao hơn. Thì mình cũng không chắc là liệu Bitcoin có được xem là một cái tài sản an toàn hay không, nhưng mà nếu mà so với toàn bộ thị trường thì ETH và Bitcoin vẫn là hai đồng coin mà được xem như là an toàn nhất nếu mà tính ngoài stablecoin ra. Rồi, đó là những cái quan điểm và nhìn nhận của mình về Bitcoin, về Ethereum và về Bitcoin Dominant, cũng như là trả lời cho câu hỏi là liệu Bitcoin có về 30.000 đô một lần nữa hay không. Mình hy vọng là những cái phân tích, những cái nhận định của mình giúp ích cho các bạn và giúp các bạn được kiếm được những cái lợi nhuận, giảm thiểu những cái rủi ro, giao dịch một cách là thoải mái tâm lý. Và nếu các bạn thấy thích cái video này và thấy nó hữu ích với bản thân mình, thì hãy giúp mình là nhấn nút like cái video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp giao dịch Trading 101 tại Coin68 TV.